Và cách kiếm tiền thứ hai Giang muốn chia sẻ cho em đó chính là cách chúng ta giới thiệu bạn bè nhá. Sau đó một người giới thiệu này, em nhấn vào thêm mới cho Giang nhá. Kế tiếp này, anh em nhập cho Giang ID là 6127924 nhá. Thế này sẽ lên thông tin của Giang này. Xong anh em nhấn lưu để thành là thêm người giới thiệu là Giang để được support hỗ trợ trực tiếp từ Giang nhá. Cũng như là được tham gia nhóm tín hiệu miễn phí 100% này. Và cuối cùng cách thứ năm Giang muốn chia sẻ cho em đó chính là chúng ta sẽ giao dịch future, tức là giao dịch phái sinh, giao dịch hợp đồng tương lai ở trên sàn Alan nhá. Thì khi em đặt lệnh market ở lệnh thị trường ấy thì lệnh đó sẽ ở tab vị thế nhá. Đây, em quan sát này, đây chính là lệnh Giang vừa đặt này. Ok, hello, chào mừng các em đã quay trở lại kênh YouTube Hoàng Giang. Và mình là Giang. Trong video này Giang sẽ chia sẻ cũng như là tổng hợp top 5 cách kiếm tiền nhanh nhất cũng như là mới nhất ở trên sàn giao dịch Atlas nha. Rồi, và trước bắt đầu nội dung video này, vẫn như thường lệ, nếu như chúng ta thấy nội dung video hay và nhiều thông tin hữu ích thì nhớ ủng hộ cho Giang một like, một thích cũng như một subscribe, đăng ký kênh YouTube và nhớ bật nút chuông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất về kiếm tiền online, về các kèo Aerobe cũng như là về các sàn giao dịch từ Giang nha. Ngoài ra, nếu như chúng ta chưa tài khoản của sàn giao dịch ấy, thì em có thể là kéo xuống phần mô tả của video bằng cách là nhấn vào tiêu đề này hoặc là nhấn vào xem thêm này. Kế tiếp tiếp tục nhấn vào thêm nhá. Sau đó kéo xuống mục là đây, top sàn giao dịch uy tín 100% này. Thì ở đây ấy, anh em có thể là đăng ký các sàn giao dịch crypto này, cũng như là các sàn giao dịch forex nhá. Rồi các sàn giao dịch chứng khoán để ủng hộ cho Giang ha. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nội dung của video này. Cách kiếm tiền đầu tiên trên sàn Atlas Giang muốn chia sẻ cho anh em đó chính là cách đăng ký tài khoản sàn Atlas để nhận ngay 450.000 VNC tương đương với là 450.000 Việt Nam đồng hoàn toàn miễn phí 100% nha. Thì 450.000 đó sẽ bao gồm là 220.000 VNC trong ví future này. Thì để nhận 220.000 VDC trong ví future ấy, anh em làm các nhiệm vụ cực kỳ đơn giản thôi nha. Là xác minh tài khoản thành công này, nhận ngay 50.000 VDC này. Cũng như là nạp VDC thành công qua đối tác, tức là chúng ta sẽ hành là nạp tiền lần đầu ấy, sẽ nhận thêm là 70.000 VDC nha. Rồi tham gia group nhóm cộng đồng Facebook của sàn Atlas này, nhận thêm 80.000 VDC nha. Và cuối cùng này, với mỗi lượt giới thiệu bạn bè thành công ấy, anh em sẽ nhận ngay thêm là 20.000 VC trên một người giới thiệu thành công nha. Với 220.000 VC trong ví future ấy, thì em có thể là giao dịch future, tức là giao dịch phái sinh, giao dịch hợp đồng tương lai ở trên sàn Atlas để ta có thể là kiếm lợi nhuận nha. Và ở đây chúng ta có thể là giao dịch với đòn bẩy lên tới là 125 lần này. Cũng như là anh em có thể là rút cả gốc cũng như là lợi nhuận khi hoàn thành điều kiện của chương trình nha. Ngoài 220.000 anh em nhận được ở trong ví future ấy, thì em còn nhận được thêm là 200.000 trong ví support, tức là ví giao ngay nha. Và với 200.000 này ấy, thì em có thể là nhận lãi kép này lên tới là 12,79% trên năm, cao gấp đôi so với ngân hàng nha. Trả lãi hàng ngày này, cũng như là anh em có thể là rút lãi bất cứ lúc nào 24/7 và không mất thêm bất cứ loại phí nào nha. Nhiều bạn thắc mắc là 220.000 trong ví future cộng với 200.000 trong ví support tổng là 420.000. Như em quan sát ấy, ở mục giới thiệu bạn bè này là anh em sẽ nhận được là 20.000 VC trên một người giới thiệu thành công. Nên dù gì 220.000 chúng ta nhận được ở bên ví future ấy, thì có thể hiểu là chúng ta nhận được là khoảng 250.000 trong ví future thì tổng là 450.000 nha. Ngoài ra, nếu như nào đăng ký tài khoản sàn Atlas thành công rồi ấy, mà mục người giới thiệu anh em chưa thêm ai ấy, thì em có thể là thêm ID của Giang để được support hỗ trợ trực tiếp từ Giang nha. Cũng như là được tham gia nhóm tín hiệu miễn phí 100% này. Rồi khi nào có bất kỳ chương trình ưu đãi hay khuyến mãi nào ấy, thì chắc chắn một điều ấy, nhưng em ở trong cộng đồng của Giang cũng sẽ được ưu tiên hơn nha. Rồi thì ở giao diện là Home, tức là trang chủ của app Atlas này, thì em sẽ nhấn biểu tượng avatar ảnh đại diện ở góc bên trái trên cùng cho Giang nha. Sau đó một người giới thiệu này, em nhấn vào thêm mới cho Giang nha. Kế tiếp này, anh em nhập cho Giang ID là 6127924 nha. Thế này sẽ lên thông tin của Giang này. Đó, xong anh em nhấn lưu để thành là thêm người giới thiệu là Giang để được support hỗ trợ trực tiếp từ Giang nha. Ok, thêm người giới thiệu thành công này. Đã hiểu này. Và cách kiếm tiền thứ hai Giang muốn chia sẻ cho em đó chính là cách chúng ta giới thiệu bạn bè nha. Thì mục Home trang chủ này,
anh em nhấn mục giới thiệu nhá. Ok, thì vừa nãy đối với người được giới thiệu, tức là người mới đấy, chúng ta nhận được là 450.000 VDC. Thì người giới thiệu này, tức là người mời ấy, sẽ nhận được là 50.000 VC trên một lượt giới thiệu thành công nhá. Lượt giới thiệu thành công ở đây nghĩa là sao? Là người giới thiệu sẽ nhận được tiền thưởng, tức là nhận được 50.000 VC ấy. Khi người được giới thiệu, tức là người được mời, xác minh tài khoản, tức là xác minh danh tính KC ấy, và nạp tiền để xác minh tài khoản ngân hàng, tức là mua VC để nạp tiền lần đầu ấy, và mỹ nạp số tiền nạp tối thiểu ở trên sàn Alat này là 200.000 VDC nhá, tương đương với là 200.000 Việt Nam đồng đấy. Ngoài ra chia sẻ thêm để tối ưu hoa hồng khi em giới thiệu bạn bè thì em có thể là nâng cấp lên đối tác kinh doanh của sàn Alat để chúng ta nhận thêm nhiều phần trăm hoa hồng từ những người mà em giới thiệu nhá. Ok, thì ở mục home trang chủ của Alat này, anh em sẽ nhấn mục đối tác để nâng cấp lên đối tác kinh doanh của sàn Alat nhá. Ok, thì em quan sát này là hiện tại Giang đang là đối tác này, và Giang đang staking là 10.000 ATS, tức là token của sàn Alat đấy. Đó, ngoài ra anh em có thể là nâng cấp lên đối tác cấp cao nhé. Tức là trên sàn Alat này sẽ có hai cấp, cấp 1 là đối tác, cấp 2 là đối tác cấp cao nhé. Anh em nhấn mục chính sách này. Đây, điều kiện này là để nâng cấp lên đối tác ấy, thì em sẽ cần là giới thiệu đủ 10 người hoàn thành KC này, cũng như là stake 10.000 token ATS là coin của sàn Alat này nhé. Rồi để nâng cấp lên đối tác cấp cao này thì em cũng cần là 10 người hoàn thành KYC xác minh danh tính này, và đây cần stake là 50.000 ATS nha. Ok, bên dưới thì sẽ có hướng dẫn để anh em mua ATS nha. Đó cũng như là cách để chúng ta nâng cấp lên đối tác này, rồi cũng như là cơ chế hoa hồng này, chính sách thưởng cuối tháng này. Ok, tiếp theo cách kiếm tiền thứ ba trên sàn Alat Giang muốn chia sẻ cho anh em, đó chính là tính năng staking nhá, tức là nhận lại qua đêm đấy. Tiểu mục home trang chủ của Alat này, em chọn thêm cho Giang nhá, sau đó nhấn vào staking này, hoặc là anh em có thể là chọn mục tích lũy sinh lời nhá, sau đó chọn là Alat staking cho Giang này. Anh em có thể làm này là nhận lãi không kỳ hạn với APY có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận thực tế hàng năm tính cả lãi kép cộng dồn đấy, lên tới là 12,79% trên năm luôn nha, cao gấp đôi so với ngân hàng luôn. Và đây lãi em có thể là rút hàng ngày luôn nha. Ok, nhấn vào này. Đây em quan sát này, với 1.285.000 VDC này là Giang sẽ nhận lợi nhuận dự kiến, và đây nhá là thu nhập thụ động luôn nha, là 164.000 VDC này. Và nếu em có số vốn lớn hơn thì em sẽ nhận lợi nhuận cao hơn nha. Anh em có thể là kéo xuống này. Đây, trả lãi staking này, ngày 26 tháng 12 này, 25 tháng 12 này, 24 tháng 12 này. Đó, trả lãi hàng ngày luôn nha. Và lãi này chúng ta có thể là rút bất cứ lúc nào, 24/7 luôn nha. Ok, anh em có thể là quan sát đấy nha. Và kế tiếp, cách kiếm tiền thứ tư Giang muốn chia sẻ cho anh em, đó chính là chúng ta sẽ giao dịch spot, tức là giao dịch giao ngay ở trên sàn Alat nha. Ok, anh em hiểu đơn giản ấy, là đây chúng ta sẽ mua, hold nắm giữ các đồng coin ở giá thấp, sau đó chúng ta sẽ chốt lời bán ở giá cao để kiếm lợi nhuận nhá. Anh em muốn mua, hold nắm giữ đồng coin nào thì em sẽ nhấn vào đây này, sau đó nhập đồng coin nhá. Dù như là ETH này, Ethereum này, đó, ETH trên VDC này. Ok, dù đây Giang sẽ mua là BTC, tức là Bitcoin nhá, BTC trên VDC này. Rồi để mua thì em sẽ nhấn vào mua BTC nhá. Sau đó anh em sẽ chọn loại lệnh này. Thì ở đây lệnh thị trường nghĩa là sao? Là chúng ta sẽ mua bán BTC với giá hiện tại trên thị trường nhá. Tiếp theo là lệnh giới hạn này. Tức là sao? Là giao dịch của chúng ta sẽ được thực hiện khi giá BTC chạm mức giá mà anh em đặt lệnh nhá. Ok, để mua luôn thì em sẽ chọn cho Giang là lệnh thị trường này. Dù đây Giang sẽ mua là 1.000.000 VDC BTC nhá. Ok, và với 1.000.000 VDC này Giang sẽ mua được là 0.00094 BTC, tức là Bitcoin này. Rồi nhấn mua BTC để xác nhận mua nhá. Ok, mua thành công này. Đó, thực hiện mua thành công 0.00094 BTC này với giá là 998.000 VDC nhá. Rồi nhấn đã hiểu này. Sau đó anh em nhấn mục tài sản này,
Kế tiếp chọn ví support, tức là ví giao ngay cho Giang nha. Ok, em quan sát này. Số BTC, tức là số Bitcoin Giang vừa mua này, là 0,00094 này. Đó, tương đương với là 998.000 VC đấy. Thì đó là cách chúng ta giao dịch support, tức là giao dịch giao ngay trên sàn HNX này, để hold nắm giữ các đồng coin trong chung cũng như dài hạn. Sau đó chúng ta sẽ chốt lời bằng cách là bán ở giá cao nha. Và cuối cùng, cách thứ 5 Giang muốn chia sẻ cho anh em, đó chính là chúng ta sẽ giao dịch future, tức là giao dịch phái sinh, giao dịch hợp đồng tương lai ở trên sàn HNX này nha. Ok, thì ở giao diện là trang chủ khóa bang HNX này, em nhấn mục future ở góc chính giữa màn hình cho ra nha. Ok, thì ở đây anh em hiểu đơn giản ấy, là giao dịch future, tức là chúng ta sẽ dự đoán giá của các đồng coin ở trong tương lai nha. Nếu như chúng ta dự đoán đúng thì chúng ta sẽ có lợi nhuận, còn nếu như đi ngược với dự đoán thì chúng ta có thể là lỗ cũng như là mất tiền nha. Và với giao dịch future này thì chúng ta có thể là kiếm lợi nhuận cao, nhưng tất nhiên đi đôi với lợi nhuận càng cao thì sẽ là rủi ro càng lớn nha. Ok, đây thì Giang sẽ tiến hành là đặt một lệnh luôn này. Rồi đây Giang sẽ vẫn giao dịch là BTC trên VDC nha. Và ở đây thì Giang sẽ đặt một lệnh short đi. Nhấn bán short này. Ok, chọn chế độ là Isolated Flag nha. Kế tiếp Giang cho lệnh thị trường này để khớp lệnh luôn này. Và sau đó là đòn bẩy nha. Giang sẽ đặt là 10x này. Ok, giá thì là giá thị trường này. Tiếp theo là vốn ký quỹ này, tức là số tiền anh em bỏ ra để chơi đấy. Và đây anh em đi mỗi lệnh từ 5-10% tổng số vốn cho Giang nha. Như đây khả dụng này, tức là vốn của Giang đang có là 1 triệu này, thì mỗi lệnh Giang sẽ đánh từ 50.000 cho đến là 100.000 nha. Ok, rồi đây Giang sẽ đánh là 100.000 đây. Rồi, thì volume khối lượng giao dịch này sẽ là 1 triệu nha, sẽ bằng số tiền anh em bỏ ra để chơi này nhân với đòn bẩy này. Ok, nhấn bán short để tiến hành là đặt lệnh nhá. Như đây là Giang dự đoán giá BTC trong thời gian tới là giảm đấy, thì Giang sẽ đặt lệnh short này, tức là bán này. Còn ngược lại, nếu như em dự đoán giá BTC trong thời gian tới là tăng ấy, thì em sẽ đặt lệnh mua, tức là long nhá. Ok, rồi kiểm tra lại một lần nữa này, mở lệnh short nhá. Ok, mở lệnh thành công này. Thì khi em đặt lệnh market, tức là lệnh thị trường ấy, thì lệnh đó sẽ ở tab vị thế nhá. Đây, em quan sát này, đây chính là lệnh Giang vừa đặt này. Giang đang lãi là 81 VAC này. Và chia thêm ấy, nếu như nào chưa biết cách giao dịch future, tức là giao dịch hợp đồng tương lai trên sàn HNX đấy, thì Giang cũng sẽ để link video hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z ở dưới phần mô tả nội dung của video này, cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nhá. Như vậy là Giang đã tổng hợp top 5 cách kiếm tiền nhanh nhất cũng như mới nhất ở trên sàn giao dịch HNX. Thì nếu như em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy, thì nhớ để lại comment bình luận xuống dưới video. Giang sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nha. Và cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Giang ra nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại tất cả anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.